Chào các bạn, trên bàn mình đang là sản phẩm Asus Zenfone Lite, một sản phẩm của Asus mới ra ở thị trường Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến các bạn cái cách mà hand reset cái thiết bị này. Hand reset đã làm gì? Thì khi mà chúng ta đặt cái mật khẩu màn hình thì chúng ta quên, thì chúng ta có thể là thực hiện cách hand reset này. Đây là chạy lại chương trình cho máy, hay là nếu mà máy của chúng ta có bị lỗi phần mềm gì đó mà không có cách nào khắc phục được hết, thì cái cách lựa chọn cuối cùng để có thể ngoài việc up ROM thì chúng ta sẽ thực hiện cái hand reset trên sản phẩm này luôn. Rồi bây giờ hiện tại đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hand reset. Đây là mình, ví dụ là mình đặt cái mật khẩu màn hình nè, rồi sau đó mình quên, mình không có nhớ cái mật khẩu màn hình nữa, thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc hand reset này để chạy lại chương trình. Thì đầu tiên cái việc hand reset bắt buộc chúng ta phải tắt nguồn sản phẩm bằng cách là các bạn nhấn giữ lên phím nguồn giúp mình. Đây là cái phím nguồn, rồi sau đó là chọn tắt nguồn, power up, bấm ok. Rồi bây giờ hiện tại khi mà máy ta, chúng ta tắt nguồn hẳn rồi, thì các bạn ở đây để ý giúp mình, nó có hai cái phím đây, nguồn. Thì chúng ta sẽ nhấn giữ giúp mình đồng thời hai phím. Phím này là phím nguồn cộng với cái phím giảm lượng. Nguồn, giảm lượng đây, nguồn giảm các bạn nha. Thì mình sẽ nhấn giữ cho các bạn thấy, nguồn giảm nè. Nhấn giữ cùng một lúc, đồng thời hai phím này. Rồi, máy rung lên chúng ta thả tay ra. Rồi ok, đợi cho máy vào chế độ là Android Recovery. Đây các bạn thấy đây là chế độ Android Recovery trên máy đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn giữ phím giảm lượng. Đây các bạn thấy, bấm giảm lượng, chọn lên giúp mình cái mục là Wipe Data Set Factory Reset. Rồi các bạn thấy đây là cái mục mình cần thao tác. Rồi sau đó bấm phím nguồn để xác nhận. Nguồn nè. Rồi sau đó bấm Z. Bấm xuống Z, nguồn để xác nhận. Xóa đây. Đây các bạn thấy máy nó đang xóa cái dữ liệu. Ok, giờ hiện tại thì các bạn thấy là máy nó đã xóa xong rồi. Thì chúng ta sẽ thực hiện cái bấm về phím nguồn, chọn Reboot System Now. Rồi Select Reboot System Now. Rồi để cho máy nó khởi động lại. Nó sẽ xóa thật tất cả các dữ liệu ở trên máy của các bạn và đưa máy các bạn về cái trạng thái ban đầu của nhà sản xuất luôn. Bây giờ chúng ta đợi cho máy nó khởi động lại và thiết lập lại cái ban đầu cho máy là được. Vậy nó có cái chữ gì phía dưới này. Rồi, Asus này là Asus Zenfone Lite các bạn nha, sử dụng cái nền tảng Android 6.0.1. Xong rồi thì một tí mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mở khóa xác minh cái tài khoản Google trên cái dòng Asus Zenfone Lite này luôn. Nếu mà các bạn có hand reset mà các bạn có quên cái tài khoản Google account mà không có nhớ đây, khi chúng ta thiết lập lại ban đầu thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mở khóa xác minh luôn. Rồi bây giờ đợi cho máy chúng ta khởi động lại nha. Quá trình này nó sẽ mất hơi lâu, một tí, 1 đến 2 phút thì cố gắng đợi cho máy mình nó khởi động lại là. Khá là lâu. Rồi bây giờ máy chúng ta bắt đầu. Rồi welcome. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập lại ban đầu cho máy bằng cách là net ở phía dưới. Ok. Rồi tiếp tục net. Rồi net. Rồi tiếp tục. Cái này là mình đang làm cái bước là nó không có hỏi xác minh tài khoản Google nha các bạn. Rồi tiếp tục. Net. Chấp nhận. Net luôn. Net. Net luôn. Rồi, có đặt mật khẩu hay không? Chọn không. Tiếp tục. Ok, net. Ok, cứ bỏ đồng bộ như cái này đi. Done. Rồi, như vậy là chúng ta đã thực hiện thành công cái việc mở khóa xác minh. Mình xin lỗi là hand reset trên cái dòng sản phẩm Asus Zenfone Lite này. Các bạn thấy lúc nãy nó có bằng cái mật khẩu khóa màn hình đó. Bây giờ mình chạy là nó mất cái mật khẩu khóa màn hình rồi. Mình sẽ vào trong cái mục giới thiệu về điện thoại. Đây là cái sản phẩm Asus Zenfone Lite Asus A007 đây, Android 6.0. Rồi, vậy là mình đã thực hiện thành công cái việc hand reset thiết bị rồi. Nếu các bạn có gì thắc mắc có thể là comment dưới video clip, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn sớm nhất.
Nếu thấy video clip hữu ích thì like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình. Cảm ơn các bạn theo dõi video clip.